Morning mọi người nhé, chào buổi sáng cộng đồng phê phượt thân yêu nhé. Bây giờ đang là 6:30, mặt trời đang mọc lên này. Ở mặt hồ nó bóng lên, nó óng ánh ấy. Đấy, đây là cái điểm camping mà tại Đà Lạt rất là chill. Và tôi đang đợi giờ để đón Bình Minh cùng với chiếc T-Lớp đã lên được đến Đà Lạt. Trong suốt một hành trình khá là dài rồi, mọi người cùng chuẩn bị đón Bình Minh nhé. Đây là một góc ngược sáng nhưng mà Bình Minh ở trên mặt nước rất là đẹp. Đây là lúc 6:30 sáng nha. Mặt hồ đang có những cái sương mờ mờ trong buổi bình minh sớm. Chiếc xe T-Lớp đã chạy được từ Hà Nội vào đến Đà Lạt cho ngày hành trình thứ 7 rồi. Và ngày thứ 8, hôm nay chúng tôi camping ở bên hồ Tuyền Lâm. Lúc 6:30 thì có rất nhiều ảnh bình minh, nó sẽ tròn như quả trứng gác trên đầu xe ấy, thì tôi đã dậy và chụp được ảnh rồi. Chúng ta sẽ chọn cái điểm này để kem nếu mà với cái đoàn khoảng vài chục xe. Cái điểm kem này thì nó khá là thú vị, nó có tiếp giáp với mặt nước để chúng ta có thể chơi sắp này. Đặc biệt là nó có cái khuôn hồ đây nét mép thế này. Lát chúng tôi sẽ thả cái thuyền hơi ở trong xe mang ra để chạy hết hồ Tuyền Lâm ngày hôm nay để khám phá hồ Tuyền Lâm. Thế còn việc thứ hai ấy là khi mà các bạn đi xe motorhome ấy, các bạn có thể động được sát mép nước như thế này. Còn đây là những cái lều đất thì các bạn quá quen thuộc rồi. Bên sau lưng thì rất nhiều là hoa. Hoa nhiều không? Ở đây người ta đặt tên là vườn đường hoa hồng và cả cái dọc đường ấy. Lát chúng tôi sẽ quay cái cảnh review cho các bạn là toàn là hoa hồng không thôi. Thế còn đây là cái chiếc xe cào cào đã được vác lên tới tận Đà Lạt nhé. Sẽ bỏ ra để chạy phía trên đồi nha. Trên đồi như thì rất nhiều nền đất có thể cắm được. Mà nó đều nhìn xuống phía dưới hướng lên rất là ổn, cái view rất là ổn nếu mà các bạn kem bằng lều đất. Và bây giờ chúng tôi đã gỡ chiếc cào cào xuống rồi này. Đấy, cào cào gỡ xuống xong thì bây giờ tôi với cả Tuấn sẽ cùng nhau hạ cái thuyền hơi 3,6 m, động cơ 15 Yamaha 15 mã lực để chạy khám phá quanh hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm thì nó có hai cái hướng, một hướng là chúng ta ở phía sân golf Samco mà anh em hay đánh, còn một hướng bên này thì nó chill đừng hỏi luôn, rất lãng mạn. Đấy, thuyền hơi thì bơm nhanh lắm, 3,6 m, bơm hơi bơm tự động nhé, bơm rất nhanh. Đây là hoa đào này đó. Campfest Việt Nam Camping Festival sẽ chuẩn bị tổ chức ở miền Nam nhá, anh em chuẩn bị tham gia với chúng tôi. Còn thuyền hơi đây rồi. Em phê phượt đây. Hôm nay lên trên Đà Lạt thì chia sẻ cho cộng đồng biết là nếu như anh em chịu khó vác thuyền hơi hoặc là thôi sắp cũng được, anh em cứ vác vào bán tải hoặc là anh em vác vào motorhome nhà di động ấy, thì anh em sẽ có những cái trải nghiệm ở trên hồ Tuyền Lâm, nó rất là độc đấy. Anh em thấy view ở xung quanh không, nó dã man luôn. Và tôi cũng chưa biết cái hồ này nó rộng đến cỡ nào nhưng mà nó rộng lắm lắm luôn đấy. Anh em lên Google Maps thì anh em thấy rằng là nó quá là rộng. Anh em tôi chạy sáng giờ được có góc nhỏ xíu à, bây giờ chuẩn bị chạy tiếp.
rất nhiều các cái clip của anh em đã nói là lang thang ngắm hoa anh đào quanh hồ Tuyền Lâm, nhưng mà đấy là anh em chạy xe máy, còn đây là cách lang thang theo kiểu của đội phê phượt, chạy bằng thuyền hơi quanh hết các góc hồ nhé. Thì rất nhiều hoa anh đào đẹp. Các bạn đi Nhật Bản rồi thì các bạn có thể coi là nếu mà vào mùa hoa anh đào ấy, thì hoa đào ở trên này cũng đẹp ngang ngửa như thế luôn. Đấy, cái góc hồ đẹp không? Anh em ơi, tất cả các góc nào mà có hoa anh đào ở trên cái hồ Samco, hồ Tuyền Lâm này nhá, cứ nhầm sang sân golf Samco là tôi quay bằng hết. Anh em thấy không? Góc này nữa này. Đấy, quay bằng hết luôn. Quyết tâm đi coi nha, để cho các bạn mà đã làm quả review là cái gì gọi là review hoa anh đào tại hồ Tuyền Lâm thì quả này phải đi bằng thuyền hơi, không sót một góc nào luôn. Đây không biết là cái khu nào đấy nữa, không biết. Tôi chạy từ sáng giờ được khoảng 2 vòng hồ Tuyền Lâm rồi, chỗ nào hoa đẹp là quay được hết luôn. Anh em ơi, đây là khung cảnh nhìn từ ngoài hồ vào nhà hồ Tuyền Lâm. Cái vị trí mà bọn tôi kem đây nó là một cái góc của hồ thôi, nhưng cái góc này khá là ổn. Từ cái góc này thì phải đi khá là nhiều mới hết được cái hồ, chắc khoảng tầm tiếng mới hết được hồ Tuyền Lâm. Nhưng mà một cái trải nghiệm rất là thú vị. Anh em chịu khó chuẩn bị leo sang các vùng ở đồng bằng Nam Bộ nhé. Anh em tôi dậy buổi sáng sớm chạy thuyền ở trên hồ. Đây mọi người nhìn thấy rồi, bây giờ là bữa sáng ở ngay bên hồ Tuyền Lâm. Hoa đào, hoa đào và ngày ăn sáng vô cùng lãng mạn. Đây, quên từ hôm giờ chưa một phút dành cho quảng cáo Thế Giới Sofa, lúc nào phát theo ôm suốt đi. Quên, tại đoạn này thì có nhá. Anh em ủng hộ Thế Giới Sofa nữa nhá. Anh em ơi, bây giờ là đến hồ Tuyền Lâm ấy, thì bây giờ lại thấy cái hồ nước nó trong, nó sạch quá. Thế bây giờ bọn tôi mới lại chơi môn mới là lọc luôn nước từ hồ nhá. Đây, đây cái chai Lavi kia là bọn tôi để chống rác nhá, thì nó chui vào đây cái vòi đen dẫn dẫn đây. Đấy, vòi nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà đưa vào máy bơm. Máy bơm đã gắn vào xe sẵn rồi. Đây, máy bơm chạy điện 220 nhá. Đấy, đang chạy đây này. Đấy, vào đây nước này, nước bơm vào xe đây. Tên 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 tên. Đấy, nó lọc nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà nó là vô cùng sạch sẽ luôn. Nước dùng thoải mái, bơm một lúc là nó lại đầy ắc xe luôn. Đấy, như thế này. Nhưng mà mình không cần lọc, không cần bơm quá nhiều đâu tuấn ạ. Chỉ dùng thôi, bởi vì sau đó mình lại còn mình chuyển sang bên kia mình lấy nước suối mình lọc tiếp, lần nữa cho nó máu. Đấy, anh em thấy không, nước cứ bơm vào này thôi. Chỉ khoảng tầm 2-30 phút thôi lại đầy ắc. Đấy, anh em thấy đầy đủ đồ chơi chưa? Rồi, bạn này là hay đấy. Đấy, thế này chạy nước nhá. Yeah, đi đâu cũng đủ luôn và đâu cũng là nhà nhá. Cơm thì đang cắm rồi. Đội phê phượt tạm biệt cái chỗ camping của bạn Nhân nhá. Các bạn sẽ sớm gặp lại bạn Nhân trong từ bây giờ cho đến tháng 4, tháng 5. Nói chung là trong năm nay gặp Nhân theo một cách chơi cực kỳ chill luôn nhé. Bây giờ là tôi sẽ lấy cào cào chạy vào thành phố nhé, để cho nó chơi này rồi tham quan thành phố buổi tối này, cái cà phê ca nhạc, làm phòng hồ này và đi đường hoa hồng để cho anh em biết nào là hoa anh đào ở trên cái đường này nó nhiều cỡ nào, thì tôi sẽ dành thời gian để quay hết cho anh em xem nhé. Bye bye. Máy hết hơi thì dùng bơm mô tô để bơm. Nói chung là nên đi đâu nên mang cái bơm mình theo, mà tôi có con bơm to hơn luôn. Bơm hết chỉ bơm nước thôi.
một góc khác của Đà Lạt, thành phố ngàn sao nhưng mà ở dưới đất. Đấy, nghìn sao nhưng mà ở dưới đất nhá, chứ không phải nghìn sao ở trên trời đâu. Đây là các cái trang trại trồng hoa với cả dâu tây, nhưng phần lớn là sẽ là hoa nếu mà ở trên cao. Còn các cái trang trại, cái farm lớn nhiều đèn rực rỡ ấy, thì sẽ là dâu tây nhiều hơn. Cái này dùng Las Vegas này. Good morning tất cả anh chị em cộng đồng Cây Cuột thân yêu và các bạn đam mê dịch chuyển nữa. Chúng tôi sẽ có một bữa sáng ngay bên dọc cát, các bạn đừng đi dọc cát kìa. Cái phép công an sẽ luôn chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và bình yên nhá. Cây Cuột ơi, bây giờ là chúng tôi đang ở cách Đà Lạt khoảng 1 tiếng đi xe, đường đèo dốc quanh co khá là cao. Đây là khu vực Anconet, đập nước ở phía trên núi kia. Lát chúng tôi sẽ leo tiếp lên trên đấy để quay lại những cái thước phim rất là đẹp cho anh em cùng xem. Một điều rất là ấn tượng, thế nào chúng tôi xem kinh đúng không? Một dòng thác nó chảy ngay đằng trước mặt này. Cái dòng thác nó chảy từ những dòng thác của chúng tôi trên núi. Chiếc mô tô hôm đến đây thì cái hệ thống nạp điện chúng tôi đang bắt đầu chương chỉnh một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra một chút nhé. Xe máy này thì hôm qua chạy quanh Đà Lạt, leo đồi leo núi rất là thích, quay cả hoa anh đào cho các bạn ấy bằng xe máy và đào. Chiếc thuyền hơi thì bơi sáng trong rồi, cắt được vào đây. Hôm qua đi thay cái xăm á, lưu với anh em nhá, cái lốp này nó chạy bằng xăm ở bên trong, dân ở trên Đà Lạt rất khó có cái chỗ để mà cái máy làm lốp nó mới làm được. Chúng ta sẽ đi cái này nước, đây đống lửa chạy đây, hôm qua đốt đây. Rồi. Rất là ấn tượng, rất là đẹp, rất là lãng mạn luôn. Anh em ơi, Cây Cuột phải đi nước trong nước. Mình đã có mô tô ôm rồi, có thuyền hơi rồi, chưa nhảy dù thôi, nhưng mà có con ngựa này, giờ làm chân bánh xe ngựa, nhưng mà phải thêm cái này cho chắc ăn đi, để cho nếu mà có ngã ngựa thì nó đỡ bị len keng lái tàu điện nhá. Bên đó hồ cái gọi là hồ Xuân Hương Đà Lạt nhá. Thấy được không? Về chưa? Anh em ơi, đi chợ đêm ở trên Đà Lạt ấy thì nên vào đây làm một việc này. Viết tên lên hạt gạo này, chú tên là gì? Sam. Chú Sam, chú làm cái này 9 năm rồi. Bây giờ các bạn nhìn này. Hạt gạo bé thế này này. Bé tí thế này là hạt gạo, các bạn biết rồi đúng không? Đây, hạt gạo đây với một cái cây bút thế này thôi, và chỉ với 20-30 ngàn thôi. Chú viết, chú viết một cái tên rồi đúng không? Chú viết cho cháu chữ T-Love vào đây xem nào.
À, chú viết được chữ phê phượt không? Được. Chú viết là cho chữ phê phượt cho treo vào chìa khóa này. Để anh em xem chú thao tác nhá, viết chữ phê phượt treo vào chìa khóa nhá. Đấy, anh em xem kỹ này. Để tôi ngồi cho xem chú viết như nào. Wow, chữ phê, phê gì? Phê. À, cháu viết đấy nhá, phê phượt này. Phê này. Phờ này. Phê đấy, ê đấy. À. Phượt. Ưa tớ ướt. Phượt. Phê phượt. Phượt. Rồi, để xem T, T này là cả. Chữ T đấy. À. Rồi, siêu thế nhỉ. Đúng rồi đấy, chữ phờ đấy. Nào hồi siêu thế lắm. Rồi, phê đúng rồi. Phê. Phê phượt luôn đúng không? Wow, anh em thấy chưa, anh em phê phượt nhá. 60.000 hội viên mà lên đây mỗi người làm chú một cái nhá, admin thông báo rồi nhá. Đấy nhá, sau khi chú viết rồi, chú tôi chọn quả tim vì cái tea love là biểu tượng. Rồi chú bơm cái gì vào đây, dầu gì chú? Dầu đậu nành. Chú bơm dầu đậu nành vào đây này. Đấy, xong chú đậy nắp lại này. 9 năm rồi, thế năm nay chú bao tuổi rồi ạ? 55 tuổi. Chú 55 tuổi rồi nhá. Đấy, đậy vào này. Đấy, chú dơ cho vào máy quay để nhìn chiếc phê phượt cho rõ này. Đây. Rồi, anh em hiểu rồi, ok. Ok. Mọi người ơi, chúng ta sẽ kết thúc cái hành trình ngày 2 ngày ở Đà Lạt của chúng tôi ngày hôm nay ở đây tại Cổng Dinh 1. Tóm tắt lại những điều ấn tượng nhất của Đà Lạt là các bạn chơi golf thì ok rồi, nhưng các bạn nên lấy thuyền chạy trên hồ Tuyền Lâm để ngắm hoa anh đào vào dịp tháng 2, tháng 3, tháng 4 đến cuối tháng 3 thôi thì rất là đẹp, và các bạn sẽ đi một vòng ngắm hoa anh đào trên dòng vòng quanh hồ Tuyền Lâm nhé. Điểm số 2 là buổi tối các bạn đi xem một số cái quán ca nhạc, hát nhạc trữ tình ấy. Có thể quán hiện đại cũng được nhưng mà nên như vậy. Thứ ba nữa là ấn tượng nhất của cái hành trình này là bọn tôi đi vào một cái cuối đường Anchorage, đi cuối hẳn đường đi một đoạn nữa thì có một cái thác nước, thì các bạn sẽ camping ở thác nước đó. Thác nước thì cái xe các bạn đậu ngay sát mép nước này rất là đẹp, đường đi cũng rất là lãng mạn. Sau đó rồi thì các bạn đi thăm các dinh, thì ở Đà Lạt thì có 3 dinh, dinh 1, dinh 2, dinh 3. Dinh 3 là dinh mà vọng nguyệt đấy. Đấy, còn dinh 1 thì ở đây thì là cái nơi chính. Sau đó rồi có cái dinh để săn, tôi thì không nhớ chính xác lắm về dinh, nhưng mà chúng ta tóm lại là tham quan 3 dinh nữa. Và điều ấn tượng của Đà Lạt là các bạn đi vào chợ đêm ấy, các bạn nhớ là gặp cái bác ấy viết chữ khoảng 10 năm rồi, viết chữ trên hạt gạo ở trong giữa chợ ấy, giúp cho người ta, và chi phí nó chỉ có hơn 20.000 thôi. Thế là review tất tần tật tút tần tuột về Đà Lạt trong 2 ngày của đội phê phượt trong hành trình xuyên Việt. Rất mong các bạn đón chào Campfest 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại dự kiến là Hồ Dầu Tiếng. Sau đó chúng ta sẽ chạy lên trên Đà Lạt vào chiều ngày 1 tháng 5 để tiếp tục camping ở trên này. Chúc mọi người
một tuần thật là vui. Chúng tôi còn tiếp tục các hành trình khác nữa nhé. Cảm ơn mọi người luôn luôn ủng hộ.